Alo ba, ba ăn cơm chưa? Chưa, thầy cơm nước rồi, ai ăn đâu, mẹ mình tính ngủ nên ba ba ai tờ này. Trời ơi, ở dưới này mưa. Mình đang mưa, mình làm được tí giờ về nhà làm bánh tận này, ăn hai đứa chiều nhưng mày quá trời. Con đã từng ngày, con đã đủ hiểu biết. Đã từng nghĩ, con đã đủ cứng cỏi. Con đã mất từng ngày, con ta làm chủ cuộc đời. Cho tới khi để nói dập là con không bị đứng nổi. Bước đầu con đã hiểu những lời nói của ba. Đứng bây giờ con mới thấy nó đắt giá. Con cảm nhận được những thứ phải chạy qua. Vì cuộc đời không đại hoa, chạy nhau tới sương mất cá. Con cũng chỉ là đứa con xa nhà. Đứa mà kể thư họa chí của ba. Nhưng mà tự hào của cả dòng họ. Nhưng con vẫn sợ mà ngày nào con sẽ ngã. Phất tay lên trái con suy nghĩ. Không biết con có làm được không. Liệu con có giống như năm cấp 3. Con làm cho cả gia đình phải thất vọng. Nhưng con kể ba nghe. Nhiều chuyện con cảm thấy may mắn. Sáng đi học tối quán cà phê. Với mấy anh trong đó họ thương con lắm. Ba yên tâm tất cả đều tự tế. Không lóc chốc lôi thôi. Không có phải vui vẻ trước mặt. Rồi lấy con ra để làm con mồi. Con quen cái anh tên Hoàng. Giúp đỡ con qua những ngày tháng. Có hai ba hay ghé quán con. Mua cho đồ ăn để con ăn sáng. Có chết con cũng không quên. Hộp xôi bánh mì chỉ 20 ngàn. Những con người không chung ruột thịt. Nhưng lại quý con giống như là vàng. Chắc là do là con có phước. Là phước phần của ba mẹ cho. Đôi lúc cảm thấy bất tài. Vì đến tuổi này vẫn làm cho ba mẹ lo. Ở ngoài kia nó khó lắm. Không bằng ba đứng hàng giờ bếp lo. Cả đêm ba quần quật không ngủ. Gỡ từng miếng bánh con nghe ba ho. Con biết là ba mệt. Ba không thở không than. Hồi nhỏ đánh con túi bụi. Cũng là vì con lỡ không ngoan. Cây tôi thằng con trai lớn. Cũng đã từng bước ra khỏi nhà. Rồi cuối cùng xoay đi tính lại. Hình tượng của con vẫn chính là ba. Một mình hai bếp lò. Ba mẹ con vẫn còn đang ngủ. Nhưng lại là giờ ba vẫn còn thức. 4 giờ sáng từng miếng bánh. Bán 5 ngàn. Vẽ lên một lâu đài ước mơ. Ba nói hãy làm những điều con thích. Cô ba nhưng đã đến lúc con tự đi sang ngồi. Mặt con đã sang hơn. Đang nhìn thấy được hết những tên tôi. Dịp hết tất cả vì nhà tôi. Ôi, ba vẫn luôn nói thằng là đàn ông thì phải mạnh mẽ. Con thực sự rất hâm mộ ba. Cái cách mà ba tử tế với mẹ. Ê, đã là người trong nhà. Không có cần hơn thua đâu con. Đôi khi mẹ giống như là núi lửa. Còn ba giống như là vua lì đòn. Con thấy được cái cảnh hiền lương của dòng họ ngoại. Nên con phải là đi tìm một cái lỗi khác. Con đã mà từng ghét hết cô chú cậu gì. Không tôn trọng ba chỉ tôn nội ác. Ba nói là không sao. Đã mà là vàng thì không ngại lửa. Dù đó mà đến mấy cũng không bị mai mòn. Rồi ngày con bước lên Sài Gòn. Hãy theo dõi theo hành trình của con. Qua bao nhiêu tháng năm, cuối cùng con cũng đã lớn hơn rồi. Vẫn là con của ba, nhưng đã đến lúc con tự đi săn ngồi. Mặt con đã sáng hơn, để nhìn thấy được hết những tên tội. Dẹp hết tất cả, vì nhà